Rồi tôi lược lại bài trước nhé, bài trước là bài thứ nhất. Mình đi vào phần nguồn đầu vào. Đấy, thì mình lưu ý tôi là cái khái niệm của nguồn đầu vào thì có thể là cái nguồn đầu tiên xuất hiện ở trong máy. Nó có thể là nguồn 19V, nghĩa là từ phía adapter đi vào, cũng có thể là từ pin đi vào 10V8 hoặc 11,1V hoặc 14,4V. Cái này là tùy theo loại pin, tùy theo loại pin. Khi có cùng lúc cả hai, cả adapter và có cả pin cấp nguồn vào máy, lúc này chỉ có nguồn từ adapter đi vào máy thôi. Để nguồn từ adapter sẽ nuôi máy hoạt động và đồng thời gì cung cấp dòng và áp để sạc pin. Cứ khi nào không có nguồn từ adapter đi vào máy, lúc đó nguồn pin sẽ vào và thế chỗ cho nguồn adapter. Như vậy thì cái nguồn adapter muốn vào máy được ấy, nó phải có một cái khối gọi là khối nhận dạng nguồn đầu vào. Khối này là một IC so sánh dùng để nhận dạng xem áp từ adapter đã đủ lớn hay chưa. Nếu đủ lớn theo tiêu chuẩn, theo quy định và theo cái tính toán người ta thiết kế mặt ra, nếu đủ lớn với mức áp nào nào đó nó sẽ cho nguồn đi vào máy, và dưới mức áp đó sẽ khóa không cho nguồn đi vào từ adapter đi vào máy, và nguồn lúc này sẽ là từ pin đi vào, mặc dù mình vẫn gắn adapter nha, nhưng nguồn từ pin sẽ đi vào máy nếu áp từ adapter không đủ lớn. Không đủ lớn. À, thế thì cái nguồn đầu vào này á thì mình đã thấy là nó có thể là 19V, cũng có thể là 10V8 từ adapter hoặc từ pin. Nó lan tỏa cung cấp tới từng khối nguồn phía sau, đó là nguồn thứ cấp. Nhưng nó cấp nguồn thôi chứ nó chưa cho phép các khối nguồn phía sau hoạt động. Duy chỉ có một khối nguồn gọi là nguồn chờ sẽ được phép hoạt động ngay lập tức. Sẽ được phép hoạt động ngay lập tức. Vậy thì nguồn chờ là nguồn gì? Mình sẽ có cái khái niệm về nguồn chờ và điều kiện để có nguồn chờ, điều kiện để có nguồn chờ, và đặc biệt mình phải tìm hiểu xem là cái nguồn chờ nó phải xuất hiện ngay lập tức một cách mặc định, khi trước khi mình khởi động máy thì nó đã có rồi. Tại sao nó phải phải có trước như vậy và nó dùng để làm công việc gì? Rồi. Thế thì bây giờ tạm thời mình quay trở ngược lại bài trước ở trang số 36 thì phải. 36. Rồi, 36. Mình đã thấy con BU1A nằm ở trang số 36, nằm ở khoảng phía bên tay trái của trang số 36 á. Trang số 36 mình thấy BU1A. Cũng thấy điện áp 3,3V, đây chính là điện áp chuẩn đối với máy này, người ta dùng 3,3V. Dĩ nhiên mình không thể dùng cái 3,3V để áp đặt lên dòng máy khác được, bởi vì mỗi máy người ta thiết kế với một mức điện áp có thể khác nhau. Ở đây mình thấy 3,3V làm áp chuẩn để cho nơi khác đi vào so sánh với nó. Nhưng với những máy khác thì có thể là 2,3V, 3,3V, 3V, 3,15V, thì cái đó là tùy theo cái thiết kế mặt. Ở đây mình thấy áp chuẩn là áp 3,3V. Để cứ khi nào áp từ adapter đi vào ở phía bên tay trái như thế này nè, V-in là áp từ adapter đi vào, đi qua một cầu phân áp và chia ra sẽ được một mức áp đi vào chân số 3 để so sánh với 3,3V ở chân số 2, và chính khi áp ở chân số 3 lớn hơn mức áp ở chân số 2, chân số 1 của IC so sánh sẽ không kéo xuống mát, không bị dập xuống mát, và nếu không kéo xuống mát thì điện áp sẽ ở trạng thái cao, nha. Trạng thái cao ở đây là bao nhiêu thì mình sẽ nhìn ở cái mặt phía bên tay bên ngoài, và mình có một con diode Zener nằm ở phía bên dưới BD3 3V. Thì khi cao ở đây người ta đang định cho nó một mức áp là 3V, và mình lưu ý là khi nào nó cao chỉ khi áp ở chân số 3 lớn hơn áp ở chân số 2, mà áp ở chân số 2 thì lại là 3,3V. Có nghĩa là áp ở chân số 3 có điện áp lớn hơn 3,3V thì bắt đầu lúc đó chân số 1 không bị kéo xuống mát. Lưu ý cho tôi nhé, đây là một khái niệm rất cơ bản, không bị kéo xuống mát chứ không phải là nó cấp áp ở trong đưa ra, và không bị kéo xuống mát thì nó sẽ ở trạng thái cao. Cao là bao nhiêu vôn thì phụ thuộc ở phía bên ngoài, và khi áp ở chân số 2 có mức áp nhỏ hơn áp ở chân số 3 có mức áp nhỏ hơn áp ở chân số 2, đồng nghĩa với việc là V-in đã không đủ lớn, đây chính là nguồn từ adapter đi vào. Và nếu không đủ lớn như vậy thì chân số 1 sẽ bị kéo xuống mát về 0V, nghĩa là chân số 1 bị dập xuống chân số 4 á, cấu trúc mạch bên trong.
Như vậy thì bên trong nó sẽ có một cấu trúc mạch là có thể là một con phát thôi. À, có cực D nối vào chân số 1, à, và cực F thì nối vào chân chân số 4. Để khi một là con phát nó dẫn nối chân số 1 xuống chân số 4 về 0V. Hai nữa là phát ngưng dẫn thì nhả cái chân số 1 không nối với chân số 4 nữa và chân số 1 sẽ ở trạng thái cao. Rồi, tới đây mình tìm hiểu xem là với cái cách thiết kế như thế này, với cái mạch điện như thế này, người ta cho những thông tin như thế này thì khi nào áp ở V-in á sẽ đạt cái ngưỡng chia qua cầu phân áp mà chân số 3 có mức áp bắt đầu và lớn hơn 3,3V. Đó chính là cái ngưỡng chấp nhận cho nguồn đi vào máy, chấp nhận cho nguồn đi vào máy. À, thế thì bây giờ mình tìm V-in. Đây là một phương trình gì? À, bậc nhất một ẩn số, một ẩn số. Mình chưa có V-in, bây giờ cái việc của mình là tìm V-in. Trong khi đó áp ở chân số 3 mình đang cần một cái yêu cầu hả? Nó bắt đầu từ 3,3V. Như vậy thì số 3 áp ở chân số 3 mình sẽ lấy cái chuẩn là 3,3V. Áp ở V-in thì chưa có, chưa biết là bao nhiêu để áp ở chân số 3 là 3,3V, nhưng mình đã có điện trở trên là 84,5 kg và điện trở dưới 20 kg. Với cái phần cơ bản mình cũng đã tính rồi. Chỉ khi V-in đây này là áp từ adapter đi vào nó đạt ở cái ngưỡng là gì? 17,2 mươi mấy vôn á, thì xấp xỉ 17,3V. À, lúc đó cầu phân áp sẽ đưa ra mức áp là 3,3V vào chân số 3. Và chính lúc đó là cái ngưỡng bắt đầu chấp nhận cho nguồn đi vào máy. Thế thì máy này làm sao? Cái ngưỡng thấp nhất là 17,3V á, nghĩa là áp từ adapter vào là phải 17,3V. Dưới mức áp đó thì đồng nghĩa với việc chân số 3 sẽ có mức áp nhỏ hơn 3,3V và nhỏ hơn chân số 2 đây nè, nhỏ hơn áp ở chân số 2. À, và lúc đó thì chân số 1 sẽ bị kéo xuống mát. Rồi, thế thì mình đã tìm được ra gì? À, với cái phương trình một ẩn này, mình tính ra mình sẽ biết là áp thấp nhất là 17,3 và áp cao nhất chấp nhận cho nguồn đi vào máy. À, thì mình đã đi ngay cái buổi hôm qua ở cái nguồn đầu vào, ngay cái chấu kết nối nguồn đầu vào đó. Nó có một con diode zener 24V, nếu vượt ngưỡng đó thì diode sẽ bị nối tắc như một sợi dây, có nghĩa là nó làm chạm chập hai cái đường đường dây đường B cộng 19V và đường mát lại với nhau và sẽ mất nguồn đi vào máy, mất nguồn đi vào máy. Đó là cái cách bảo vệ quá áp. Còn cách mà nhận dạng áp tối thiểu thì ở đây chính là mạch này. Và mình đã thấy là V-in phải đạt ngưỡng 17,3V. À. Vậy thì cái nguồn này, sau khi nó đưa ra được cái lệnh ở chân số 1 ấy, mình đã đi rồi. Nhất là cái BAC in. Mình đi trước và AC in thì tí nữa mình mới đi. BAC in á, sẽ điều khiển được hai con phát là BQ9 và BQ10 cho nguồn từ adapter đi vào máy, và mang tên là B cộng. Với máy này B cộng chính là nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào. Và sau khi có nguồn đầu vào thì cái nguồn này lan tỏa đi khắp trên mem tới các khối nguồn để cấp nguồn cho các khối nguồn phía sau hoạt động. Vấn đề chỉ có một khối nguồn hoạt động ngay lập tức khi mình chưa khởi động máy, còn các khối nguồn còn lại chỉ khi sau khi mình khởi động máy thì nó mới hoạt động. Và cái nguồn mà có ngay lập tức và có ngay như thế này ấy, trước khi mình khởi động máy thì đó là nguồn chờ. Nguồn chờ với cái hình số 11 ở phần trong phần điện tử cơ bản 2 á, mình đã thấy cái nguồn chờ là nguồn cung cấp cho IO và BIOS, IO và BIOS. Rồi, mình có thể quay trở ngược lại trang số 1, trang số 2 ha, về trở ngược lại trang số 2. Giờ mình đi về khái niệm của nguồn chờ, sau đó mình sẽ tìm xem là điều kiện để có nguồn chờ ha. Và hôm nay thì mình sẽ đi và mình sẽ đạt được hai cái mục đích mình cần phải tìm hiểu là như vậy. Ở trang số 2 mình thấy là IO sẽ là thành phần hoạt động đầu tiên, và nó muốn hoạt động được nó phải đủ bốn điều kiện. Cái thứ nhất là nguồn cấp vào cho nó, bởi vì IO đây chính là một cái mạch tích hợp, một cái tổ hợp IC và những cái linh kiện bán dẫn, và nó chỉ hoạt động dưới mức áp DC. Và cái mức áp cấp vào cho nó ngay lập tức mình gọi đó là nguồn chờ. Nguồn chờ là nguồn chưa khởi động máy đã có, cấp vào cho IO hoạt động. Nhưng IO muốn hoạt động thì nó phải đủ ba bốn điều kiện như sau. Cái thứ nhất là áp cấp vào cho nó là một điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai là xung nhịp để phục vụ truyền tải dữ liệu
giữa các khối ở trong IO với nhau, nghĩa là một cái con IC như vậy 128 chân, nhưng mà trong đó nó rất là nhiều khối khác nhau nằm ở trong đó, ở trong con chip IO này. À, và chip này hoạt động dưới dạng số, giao tiếp với nhau dưới dạng dữ liệu, thành ra nó cần phải có xung nhịp. Xung nhịp. Nên xung nhịp hầu hết các dòng máy đang sử dụng cái xung 32,768 kHz là cái xung khởi điểm lúc ban đầu giúp cho IO hoạt động. Cái xung nhịp này cũng phải có ngay, mình chưa khởi động máy cũng phải có ngay. Có nghĩa rằng nó vẫn phải cần một cái nguồn gọi là nguồn chờ, phải không? Cung cấp cho khối dao động để tạo ra xung nhịp, vẫn là phải nguồn chờ. Mình chưa khởi động máy nó phải phải có ngay. Rồi, như vậy thì IO đã có gì? Có điện áp DC để phân cực cho những linh kiện bán dẫn nằm ở trong IO hoạt động. Lại có xung nhịp để giúp gì? Phục vụ cái việc truyền tải dữ liệu giữa các khối với nhau ở trong chip IO, các NEKB910 này. Kế tiếp nữa thì bây giờ các khối ở trong đó nó đang hoạt động dưới một cách là rời rạc, chưa khối nào hiểu được khối nào, mặc dù dữ liệu thì đã luân chuyển nhưng mà nó không hiểu chuyện gì, không đọc được cái thông tin đó vì nó không có sự thống nhất ở trong đó. Nó là phải cần kế tiếp nữa một cái điều kiện thứ ba, đó chính là xung reset. Xung reset để đặt trạng thái cho các khối ở trong IO bắt đầu hoạt động hoạt động cùng một thời điểm. Thế thì đấy, cái việc mà điều khiển được IO hoạt động ấy, nó lại cần tới một cái trình điều khiển, đó chính là BIOS, chính là BIOS. BIOS này sẽ cung cấp những câu lệnh, những cái thông tin lên trên để điều khiển cho IO hoạt động. Thế thì IO hoạt động dùng để làm gì? Dùng để làm gì? Thì cái việc đầu tiên nó phải nhận dạng ra ngay á, là hiện bây giờ ở trên mainboard nó đang cấp nguồn từ adapter hay là từ pin, hay là có cả hai, hay là có cả hai. Đó là phần nhận dạng xem là cái nguồn đi vào cung cấp cho máy lúc này là nó bao gồm cả hai nguồn hay chỉ có một nguồn từ pin hoặc từ adapter vào thôi. Đó là cái đầu tiên nó phải nhận dạng. Cái thứ hai nữa là khi nó đã nhận dạng thấy là đã có nguồn, ví dụ như là có nguồn từ adapter đưa vào mà có nguồn từ pin đi vào, đương nhiên nó phải có một cái chân đưa vào để thông tin cho IO biết, cho IO biết là đang có nguồn từ adapter đi vào hay là từ pin đi vào hay cả hai. Nếu nó thấy cả hai thì ngay lập tức nó nhận dạng ra là gì? Cái chủng loại pin á có đúng của máy này hay không? Đó, có đúng của máy này hay không? Đó. Nếu chủng loại pin mà đúng rồi thì nó lại phải kế tiếp nó phải nhận dạng ra ngay là gì? Dung lượng pin là bao nhiêu phần trăm? Đấy, dung lượng pin là bao nhiêu phần trăm? Nếu dưới 100%, ngay lập tức nó xuất một cái lệnh để sạc pin và nó sẽ nhận dạng kế tiếp là cho tới khi nào pin đầy thì nó ngưng sạc pin. Thế phải tất cả những quá trình đó hoàn toàn là mình chưa khởi động máy, thì nó đã nhận dạng thấy hết rồi, thấy adapter, thấy pin, thấy dung lượng pin dưới 100%, xuất lệnh sạc, sạc đầy, báo đầy, một cái đèn xanh nổi lên. Mình có can thiệp gì không? Chỉ việc cấp nguồn vào, thế là tự động nó làm hết những cái việc đó. Thế làm sao nó làm được việc đó? Nó phải có một cái phần nào đó ở trong đó hoạt động sẵn để điều khiển cái phần này. Đó là cái thứ nhất, nó phải nhận dạng. Cái thứ hai nữa là nó nhận dạng xem là mình đã có nhu cầu sử dụng máy hay chưa. Nếu mình có nhu cầu sử dụng máy thì mình phải thò tay nhấn cái công tắc ở trên mặt máy. Thế nó nhận dạng ngay, nhận là có một cái lệnh đưa tới yêu cầu nó chạy chương trình khởi động máy, Thế thì càng có nghĩa rằng là mình phải hiểu là sao đó. IO nhờ BIOS lên điều khiển và nó sẽ nhận dạng được tất cả những cái cơ bản lúc ban đầu. Với laptop nó còn nhận dạng thêm nữa là cái màn hình. Cái màn hình khi mở lên thì nó biết là cái màn hình mở lên thì mình mới thò tay nhấn công tắc nó mới có tác dụng. Khi cái màn hình mà gập lại thì nó lại hiểu ngay là người ta không còn nhu cầu sử dụng máy nữa. Cho dù mình kiếm tìm một cách nào đó mình có thể nhấn được cái công tắc đó để khởi động máy, nó cũng không khởi động. Nó không không chạy chương trình khởi động máy bởi vì cái màn hình đã gập lại rồi, màn hình đã gập gập lại rồi và nó sẽ hiểu ngay là không có nhu cầu sử dụng máy. Mình có cố tình mình bấm mình khởi động máy nó cũng không hoạt động. Thì những cái đó hoàn toàn nó nhận biết ngay khi mình chưa khởi động máy, và muốn nhận biết được thì chắc chắn phải có một gì đó ở trong đêm hơn ở trong máy nó hoạt động sẵn, thì đây chính là IO phải hoạt động sẵn và nó phải nhờ tới bốn cái điều kiện cơ bản. Một là nguồn cấp cho IO,
Hai nữa là xung nhịp giúp cho việc truyền tải dữ liệu ở trong I/O. Ba nữa là xung reset giúp cho thống nhất cái việc những cái khối ở trong I/O hoạt động cùng một thời điểm. Bốn nữa là chương trình điều khiển cho I/O nhận dạng ra những cái cơ bản lúc ban đầu, đó chính là BIOS. Có nghĩa rằng ở đây mình sẽ có cái nguồn chờ là cái nguồn cung cấp cho I/O, INEKB910, trang 31. Hai nữa, ngay phía dưới có gì một con ROM chứa chương trình của nhà sản xuất, người ta đã viết chương trình để điều khiển cái mainboard này. Dĩ nhiên nó sẽ có hai chương trình. Chương trình thứ nhất sẽ điều khiển cho I/O hoạt động. Chương trình thứ hai, sau khi mình khởi động máy thì chương trình đó sẽ thông qua I/O lên điều khiển tất cả những khối bên trên hoạt động. Thì trong giai đoạn đầu khi mình chưa khởi động máy thì chương trình thứ nhất sẽ giúp cho I/O hoạt động, chương trình thứ hai mình đi sau. Rồi tới đây mình có một khái niệm cơ bản. Nguồn chờ là nguồn 3.3 cung cấp cho I/O và BIOS, thế thôi. Thế là bây giờ bắt đầu mình đi xem là thế thì cái về trang 32 hoặc là trang 31 theo cái sơ đồ khối ở trang số 2 như thế này nè, mình xem là cái nguồn cung cấp cho I/O là nguồn tên gì, nguồn cung cấp cho BIOS là tên gì. Dĩ nhiên đây là một nguồn thôi, một tên nguồn thôi, nhưng cùng cung cấp cùng lúc cả hai nơi, đúng không? Có nghĩa là mình muốn tìm nguồn chờ thì có thể về trang 32 hoặc trang 31 để tìm cái nguồn cung cấp cho một trong hai con chip này, xác định tên của nó, sau đó search ngược 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 về, mình sẽ biết là ở đâu cung cấp ra cái nguồn này. Bắt đầu mình tìm xem là điều kiện để có nguồn này thì đó chính là nguồn chờ. Rồi, thế vậy thì bây giờ mình có khái niệm ha, nguồn chờ là nguồn cung cấp cho I/O và BIOS. Tại sao phải có nguồn chờ? Là vì nó phải cần một cái khối ở trong laptop và hoạt động ngay lập tức để nhận dạng adapter, nhận dạng pin, dung lượng pin, chủng loại pin, gập màn hình hay không gập màn hình, rồi người sử dụng có thò tay nhấn công tắc hay là không. Đó, thì cái phần này phải hoạt động trước và nó phải cần một cái nguồn gọi là nguồn chờ. Nguồn này mặc định có. Lưu ý cho tôi, chưa khởi động máy đã có thì mới gọi là nguồn chờ, đúng không? Và nguồn đó phải cung cấp cho I/O và cho BIOS. Rồi về trang số 31 thì có người nào không theo kịp thì lên tiếng nhé. Trang số 31. Rồi. Ở trang số 31 sẽ chứa chip I/O. Đây một con chip có dòng này như 144 chân, mỗi cạnh nó hình vuông ở chân bìa. Và mỗi cạnh như vậy là nó có 32 chân. 32 chân nha. Rồi 3 4 12. 32 chân. Mỗi cạnh như vậy 32 chân. Ở trên sơ đồ nguyên lý thì mình lưu ý cho tôi, những bạn nào mới vào tìm hiểu, mình phải hiểu là đọc chân của một con chip, nhất là chip I/O này, nó có chân bìa với bốn hàng chân ở bốn cạnh. Từ một cái điểm khuyết sâu nhất ở một góc nào đó chính là chân số 1. Bắt đầu từ đó mình đếm ngược kim đồng hồ và lần lượt thì nó sẽ xoay vòng ngược kim đồng hồ. Đó là cách trình tự đếm chân. Dĩ nhiên 1 phải tới 2, 2 phải tới 3, 3 mới tới 4. Nhưng trên sơ đồ nguyên lý thì người ta có vẽ bất kể. Làm sao cho mình hiểu dễ dàng tìm hiểu nhất thì thôi. Ví dụ ở trên đây là U13. Ở trên main đương nhiên nó ghi là U13 kế bên cái con IC, con chip mà bốn hàng chân. Ở đây U13 nằm ở trang số 31, nhìn cạnh trên cùng. Mình thấy người bên tay trái, mình thấy nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, lại tới 9, 10, 11, 12. Thì đây là cái do cái cách người ta vẽ ở trên sơ đồ nguyên lý thôi. Và thực tế là sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi thì phải tới 7, tới 8. Đúng không? Nhưng mà giờ chân 7, chân 8 nó làm nhiệm vụ khác. Mà người ta sẽ vẽ đó rồi ở một vị trí khác để nó dễ dàng cho người ta sắp xếp ở trên sơ đồ hơn. Có nghĩa là trên sơ đồ nguyên lý sẽ cho mình hiểu về cấu trúc mạch hoạt động như thế nào. Còn trên mainboard thực tế chính là thể hiện lên của sơ đồ nguyên lý, nhưng cái trình tự sắp xếp chân thì nó phải có trình tự rõ ràng, 1 tới 2, tới 3 tới 4 cứ lần lượt. 6 phải tới 7 chứ không phải như trên sơ đồ nguyên lý người ta 6 tới 9, như vậy thì chân 8 chân chân 7 đâu. Đúng ra là 6 phải tới 7 tới 8 thì nó là thực tế mình đếm. Còn đây là sơ đồ nguyên lý, thành ra là người ta có vẽ bất kể chân người ta đặt ở vị trí nào thì tùy.
Ở đây mình thấy có cái như thế này, tất cả mọi member khi người ta mình về tìm cái nguồn chờ mà cùng nguồn cung cấp cho IO á, thì cứ tìm cho tôi ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hoặc phía bên trên. Nói tóm lại nó ở khoảng trên, ở khoảng trên chứ không thể ở dưới, nó khoảng trên nhé. Đó, luôn luôn ở khoảng trên. Đó, luôn luôn ở khoảng trên. Nó sẽ có một nhóm chân nối chung với nhau. Đó, ở đây mình thấy là chân số 11 chỗ 26 37 105 127 141 và nối chung với nhau. Nhìn lên trên mình thấy một loạt tụ lọc đi xuống mát này, là nó tụ lọc. Và bên trên người ta ghi là cộng 3V đường quay, 3V đường quay. Rồi, đây chính là nguồn chờ. Đây chính là nguồn chờ. Cái nguồn chờ này là nguồn gì? Mặc định phải có. Gắn adapter hoặc là gắn pin vào là máy có ngay, cứ có nguồn đầu vào. À, là phải có nguồn chờ, nghĩa là nguồn đầu vào thì mình đã tìm hiểu ở buổi thứ nhất rồi, làm sao để có nguồn đầu vào lan tỏa đi khắp nơi thì nó sẽ tới một cái khối để tạo ra cái nguồn 3V này, 3V đường quay này, đó là chính là cộng 3V đường quay. Tới đây mình đã xác định là 3V đường quay là nguồn chờ, bây giờ mình phải tìm kiếm thôi, sệt ngược lại xem là nó từ đâu nó xuất phát ra và mình sẽ tìm hiểu xem là điều kiện để có nguồn chờ. Bôi đen cho tôi cái cộng 3V đường quay nha, bôi đen. Tới thời điểm này những cái đó là phải thao tác nhanh cho tôi. Phải chưa? Rồi select tool. Rồi, bôi đen cộng 3V đường quay, Ctrl F. Đó. Bây giờ sệt ngược lại hay sệt tới được, cố gắng sệt ngược nha. Nó tới đây rồi thì mình sệt ngược là sệt vào cái mũi tên như màu đỏ. Cứ sệt mãi đi và mình sẽ thấy. Sau khi mình xong cái bài này rồi thì cái việc sệt để tìm nguồn chờ từ đâu ra mới không không phải tìm cách này như thế này nữa. À, mình sẽ có cách tìm nó nhanh hơn, bởi vì nó sẽ có những cái chung và mình sẽ biết là nguồn chờ là luôn luôn từ khối nguồn 3V 5V xuất hiện ra. Để khối nguồn 3V 5V thì buổi trước mình đã đi lấy làm những cái ví dụ rồi đó, để ghép nối những phần cơ bản vào thì mình sẽ thấy ngay là nó sẽ từ khối nguồn 3V 5V ha. Cứ sạch mãi và cuối cùng mình về cho tôi được trang số mấy, trang số 39, trang số 39. Góc dưới cùng của trang số 39 bên tay phải á, bên tay phải của trang số 39 thấy nó ghi cộng 5V đường quay pin cộng 3V đường quay pin. Rồi nếu mình sạc ngược nữa, sạc ngược nữa, mình đang tìm 3V đường quay mà chứ không phải 3V đường quay pin. Mình sạc ngược nữa thì mình sẽ thấy nó về trang số 36 và ở góc trái dưới cùng của trang số 36 nhé. Mình quan sát mình sẽ thấy nha, trang số 36 góc trái và phần gần dưới cùng mình thấy có một cái zoom mang tên là BJ6. BJ6 cái 3V đường quay này nó nằm ở phía bên tay phải, là nghĩa chân số 2 của BJ6. BJ6 là một cái vị trí, là một cái mặt đồng người ta vẽ ở trên mainboard đó, nhưng có cái khoảng trống, khoảng cách ly giữa hai cái điểm đó mới ra với nhau. Sau đó người ta hàn một cục gì, cục chì, cục thép, trong Nam thì gọi là chì, ngoài Bắc gọi là thép, không? Rồi hàn lên đây, và phía bên tay trái là chân số 1 sẽ có một cái áp mang tên là cộng 3V đường quay bi, có nghĩa là người ta lấy cái áp mang tên là cộng 3V đường quay bi á đi qua một cái zoom nối và đổi tên thành 3V đường quay, cung cấp cho IO và BIOS, đó là nguồn chờ. Nguồn chờ từ đây mình còn chôn ép cho tôi cái cộng 3V đường quay bi và sạch tới cho tôi. Sắp tới hay lui gì cũng được. Và mình sẽ thấy nó về trang số 39. Trang số 39 ở phía bên tay phải của trang số 39. Đây mình cũng thể lấy cái phần này làm cái ví dụ rồi, để ghép nối vào cơ chế hoạt động của khối nguồn xung nó hoạt động như thế nào ha. Thì ở dưới, ở phía bên tay phải của trang số 39, dưới cuộn dây BL8, đây là cuộn dây nạp xả để lấy ra cái điện áp sau khi khối nguồn xung hoạt động và mình có cộng 3V đường quay bi. Rồi từ đây mình đã xác định nguồn chờ đối với máy này được cung cấp bởi khối nguồn xung, bởi khối nguồn xung. Và mình lưu ý với tôi nè, nguồn chờ dạng thứ nhất mình đang đi là nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn xung, có nghĩa khối nguồn xung hoạt động rồi nó mới có được cộng 3V. Và người ta lấy nguồn này cung cấp cho IO và BIOS thì đó là nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn xung. Một số máy khác người ta lại không dùng cách này, không cần khối nguồn xung hoạt động,
có nguồn sung ngưng hoạt động hoàn toàn nhưng vẫn có nguồn chờ. Lúc đó người ta sẽ lấy nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn tuyến tính. Khối nguồn tuyến tính là tích hợp trong y sinh nguồn 3 V 5 V đó, mình đã đi rồi phải không? Mình cũng đã đi rồi. Ví dụ ở đây bây giờ một loại máy khác cũng dùng con IC này, IC nguồn 3V 5V nằm ở giữa trang số 39 MAT 8734A à. Tích hợp ở trong IC nguồn 3V 5V bao giờ cũng có khối ổn áp tuyến tính đưa ra 3 mức áp cơ bản. Một số máy chỉ đưa ra 2 mức áp thôi, nhưng ở đây là 3 mức áp. Chân số 8 ở dưới cùng bên tay trái sẽ có mức áp 2V đi ra. Chân số 25 ở cạnh dưới cùng sẽ có mức áp 3V đi ra. Và chân số 18 ở trên cùng sẽ có ở cạnh chân cùng sẽ có mức áp 5V đi ra, đúng không? Đó là đặc điểm của IC nguồn 3V 5V gắn adapter hoặc gắn pin vào. IC này là cấp nguồn khối ổn áp tuyến tính sẽ đưa ra 3 mức áp cơ bản như vậy. Một số máy người ta sẽ lấy ngay cái điện áp ở chân số 25 này cung cấp cho IO và BIOS cũng được, đó cũng là nguồn chờ. Thì tới đây nếu mà dạng máy đó thì mình lại xác định là nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn tuyến tính. Nhưng ở đây người ta không lấy áp ở chân số 25, mặc dù ở đây vẫn có áp ra đúng 3V, ngoài có tụ lọc để ổn định điện áp nó. Cường độ dòng điện ở đây hoàn toàn đáp ứng được đáp ứng để nuôi được cho IO và BIOS, nhưng người ta không dùng tới. Thì đây là do cách thiết kế mặt của nhà thiết kế mặt thôi, tùy người ta thiết kế cách nào là tùy. Và người ta lại gì yêu cầu khối nguồn sung hoạt động luôn để lấy ra được cái cộng 3V còn quay cung cấp cho IO và BIOS. Tóm lại tới đây mình lại có một cái khái niệm kế tiếp. Nguồn chờ thì có thể sử dụng một trong hai loại nguồn chờ. Nguồn chờ có thể được cung cấp bởi khối nguồn tuyến tính, cũng có thể cung cấp bởi khối nguồn sung. Khi nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn tuyến tính thì không cần khối nguồn sung hoạt động. Nhưng nguồn chờ được cung cấp bởi khối nguồn sung thì yêu cầu khối nguồn sung hoạt động, đó là đương nhiên rồi, đúng không? Đương nhiên. À. Rồi. Tại đây thì với máy này mình đã thấy là xác định được cái nguồn chờ yêu cầu khối nguồn sung hoạt động. Đó chính là khối nguồn 3V đường quay bi ở phía bên phải hoạt động. Từ đây mình lại phải xem là điều kiện để cái khối nguồn sung hoạt động ngay khi mình chưa khởi động máy. Ngay khi mình chưa khởi động máy. À. Bao quát nhìn rộng ra một chút phía bên tay trái thì mình lại thấy còn một khối nguồn nữa là cộng 5V đường quay bi, 5V đường quay bi. Thế thì cái đường quay này sẽ cho mình biết là nó cũng có ngay khi mình gắn adapter hoặc gắn pin đó, gắn vào cái là khối nguồn sung của hai bên hoạt động luôn. Hoạt động ngay để có 3V, có 5V. Nhưng người ta chỉ sử dụng cái khối gì? 3V phía bên tay phải làm để cung cấp cho IO và BIOS thôi. À, thì đó là nguồn chờ. Thế tới đây bắt đầu mình tìm hiểu. Làm cách nào để khi vừa gắn adapter vào hoặc gắn pin vào là IC này hoạt động ngay, khối nguồn sung, khối nguồn tuyến tính hoạt động hoàn tất ở khối này, và đặc biệt khối nguồn 3V phía bên tay phải người ta sẽ lấy đó làm nguồn chờ, nguồn chờ. Cái này thì mình cũng đã đi rồi, bây giờ mình ghép nối lại một tí thôi thì mình sẽ hiểu ngay. Cái thứ nhất là khi có nguồn đầu vào, buổi trước mình đã đi rồi, khi có nguồn đầu vào chính là 10V 8 hoặc là 19V sẽ lan tỏa đi khắp mọi nơi trên mainboard tới các khối nguồn. Mục đích của nó là cung cấp cho các khối nguồn để chờ có lệnh là khối nguồn đó hoạt động. Nhưng đặc biệt là chỉ có khối nguồn gì 3V 5V mới được phép hoạt động ngay thôi với máy này, còn các khối nguồn khác là ngưng hoạt động hoàn toàn. Bởi vì người ta đang dùng nó để tạo ra, để dùng làm nguồn chờ thì nó phải hoạt động ngay. Nên làm cách nào để chưa khởi động máy mà khối nguồn này đã hoạt động đây, các khối nguồn khác chưa được phép hoạt động nhưng BU6 hoặc nói cách khác là nguyên cái bộ phận ở cái mạch điện ở trang số 39 này là đang hoạt động khi mình gắn adapter hoặc gắn pin. Đo ngay chân số 8, chân số 25, chân số 18 sẽ có 2V, 3V, 5V. Đo ở hai đầu cuộn dây, một cuộn bên tay phải, một bên tay trái như thế này, mình thấy 3V và 5V hoạt động ngay lập tức. Đó, thế là mặc định đúng không? Bây giờ mình phải tìm điều kiện cho nó sao mà lại gắn adapter, gắn pin vào hoạt động ngay mà các khối nguồn khác thì lại không. Cái nguồn đầu vào thì bạn đã biết rồi, nó là B cộng. Sau khi qua qua các bộ lọc á,
cũng có thể qua cuộn dây hoặc là qua cuộn dây rồi á, để triệt cái nhiễu gai sung lại có những cái tủ, và mỗi khi qua một thành phần nào đó thì người ta thường người ta đổi tên, đổi tên. Ở đây mình đã có cái bê cộng nhìn ở phía bên tay trái trên cùng, góc trên cùng mình đã đi rồi nhé, tôi ghép vào phần cơ bản hết. Bê cộng ở bên trên cùng chính là nguồn đầu vào bên tay trái, đi qua cuộn dây BL19 và đi nó đổi tên thành B cộng 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 ngay. Và mình nhìn sâu vào bên trong ở chân số 20 của IC cạnh trên cùng, chân số 20 V cộng, nhìn ngược lên mình sẽ thấy là gì, nó có một cái tủ lọc nè, và hai cái tủ lọc này có hai cái điện trở 4,7 ôm này, bên trên lại có một cái tên mang tên là B cộng cộng cộng. Thế thì mình phải hiểu là mặc dù người ta không vẽ cái đường mạch nối từ B cộng 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 phía bên tay trái, phía bên tay trái này của trang số 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 39 góc trên cùng bên tay trái này, người ta không vẽ cái đường mạch đó tới cái vị trí chân số 20, nhưng mà vẫn cứ hiểu là sao hai đường này là nối chung với nhau, đây là trên cùng một đường mạch đấy, nó cùng tên, cùng tên có nghĩa người ta đang lấy B cộng 19V, nếu sử dụng adapter thì B cộng sẽ là 19V, đi qua BL19 đổi tên thành B cộng cộng cộng, nó vẫn là 19V thôi, cung cấp vào cực D của con phát trên của một khối nguồn xung, cơ chế hoạt động của nguồn xung mình đã tìm hiểu rồi, phải không? Rất là kỹ, mất hơn một buổi cho cái phần đó, nghĩa là tương đương khoảng chừng 3 tiết á, 3 tiết. Rồi. B cộng 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 sẽ đi vào chân 5, 6, 7, 8 của cực D của con phát trên, kênh trên của khối nguồn xung 5V. Tiếp tục đi vào chân số 20, B cộng cộng đi vào chân số 20 của IC nguồn 3V, 5V. Vào đây, nó sẽ đi ngay vào khối ổn áp tuyến tính. Khi chân số 6 ở trạng thái cao, khối ổn áp tuyến tính được phép hoạt động đưa ra ba mức nguồn, đó là 2V ở chân số 8, 3V ở chân số 25 và 5V ở chân số 18. Đặc biệt với máy này, người ta lại dùng ngay cái áp 5V ở chân số 18 đi ra ngoài có tủ lọc và đặt tên cho nó thành VL. Người ta dùng ngay mức áp này để cung cấp ngược lại chân số 13, 17 nằm ở cạnh trên cùng của BU6 nằm ở trang số 39. 13 và 17. Vào chân số 17 là vào để nuôi cho khối dao động tạo xung vuông làm việc. 5V vào chân số 13 để quyết định tần số làm việc của khối tạo xung vuông đó. Tóm lại, ở đây mình cần gì? Khối nguồn xung muốn hoạt động thì phải có xung vuông xuất ra khỏi IC. Muốn có xung vuông thì phải có một khối dao động tạo xung vuông ở bên trong. Mà khối này thì lại phải gì? Nhờ cái nguồn tuyến tính đưa qua để nuôi nó. Cuối cùng là nguồn tuyến tính phải có trước thì mới đủ điều kiện gì? Đưa 5V đi vào chân số 13 và chân số 17 giúp cho khối dao động tạo xung vuông làm việc. Kế tiếp nữa, để khối nguồn 3V phía bên tay phải có thì yêu cầu phải có xung vuông ra ở chân số 26 và chân số 24 cạnh phía bên tay phải của IC. Đó là driver 2, driver low, lái cái con phát trên và lái con phát dưới. Đó. Lái là sao, nó đưa vào phân cực cái này, vậy cực G là chân số 4 của hai con phát. Để dẫn dòng từ B cộng 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 nằm phía bên trên này, đó là con phát BQ20. Ở bên trên, chân 5, 6, 7, 8 được cấp nguồn B cộng 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 đi vào 5, 6, 7, 8. Nhờ chân số 4 nhận được xung vuông ra ở chân số 26, mà muốn có xung vuông ra ở chân số 26 thì mình phải có chân số 3 là cạnh phía bên tay trái mà gần dưới cùng chân số 3. Mang tên là on 3, phải ở trạng thái cao. Lúc này xung vuông mới ra ở chân số 26 và chân số 24, điều khiển cho cặp phát công suất làm việc. Và cuối cùng sẽ có một dòng điện nạp xả thông qua cuộn dây BL8 nằm dựng đứng phía bên tay phải. Đầu dưới sẽ đưa ra mức áp cộng 3V và tên của nó là 3V ổn quay bi, 3V ổn quay bi. Đó. Tất cả những phần này là phải mặc định có. Lưu ý cho tôi là đây là mình chưa khởi động máy, nó đã có rồi. Có đồng nghĩa với việc là cái chân số 3 đây này mặc định cũng phải cao nhé, mặc định phải cao. Thế thì làm sao để cho nó cao khi mình chưa khởi động máy? Thì mình lại phải lưu ý.
Cái này tôi nhắc có thể là tới lần thứ hai hoặc lần thứ ba ở trong 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 lớp mình rồi. Tất cả mọi IC nguồn, cái chân cho phép hoạt động á, nó sẽ ở mức cao khi mình không kéo nó xuống thấp. Lưu ý cho tôi nhé, lưu ý nè. Các cái chân cho phép hoạt động, chân on, chân off, chân enable, đó là cùng nghĩa với nhau. Chân kia là chân sit down thăng. Những chân này nếu mình không kéo nó xuống mat thì nó sẽ cao, và khi nó cao là nó cho phép làm việc á. Và khi không muốn nó làm việc thì mình hãy kéo nó xuống mat nha. Thì đó là cái mà cái cần lưu ý, bởi vì lưu ý như vậy bởi vì rất là nhiều người đang có cái hiểu nhầm là khi mình không cấp áp cho nó thì nó thấp, và khi mình muốn nó hoạt động mình phải cấp áp cho nó để cho nó cao, thì đó là hiểu sai. Mặc dù có những cái mạch điện người ta vẫn thấp, như vẫn thiết kế theo kiểu là cấp áp để cho nó cao và kéo nó xuống mát để cho nó thấp, chứ bỏ trống nó là nó cao, là nó cao. Như vậy thì cái cách làm cho nó cao là sao? Một là bỏ trống nó, không can thiệp vào nó thì nó cao. Hai nữa là cấp áp vào cho nó thì nó cũng cao, nhưng muốn nó xuống thấp thì phải kéo nó xuống thấp. Đó là cái điều kiện cơ bản của nó. Muốn nó xuống thấp phải kéo nó xuống thấp thì nó mới xuống, còn không có cứ bỏ trống nó là nó cao, hoặc là không can thiệp vào nó, cũng như một cái mạch điện để vào đó nhưng không can thiệp gì hết thì nó sẽ vẫn cứ cao, hoặc là đưa áp vào cho nó thì nó cũng cao. Muốn nó thấp thì phải kéo nó xuống. Thì mình phải lưu ý cái đó. Như nếu mà hiểu sai ở cái chỗ là không cấp áp vào cho nó là nó thấp, là không phải, không cấp áp vào cho nó là nó cao, chỉ khi mình kéo nó xuống thấp thì nó mới thấp thôi. Rồi thế thì cái chân số 3 này làm sao để mặc định nó cao đây? Chưa khởi động máy nha, lưu ý nha, toàn bộ nãy giờ là hoàn toàn mình chưa nói gì tới cái phần khởi động máy. Làm sao để cho nó cao thì mình xem chân số 3. Đây mình có cái chân số 3 là on 3, chân số 5 là on 5. Là on 5. Hai chân này không có thăng, cũng không có bù, có nghĩa là khi cái chân số 3 cao thì khối nguồn 3V làm việc. Khi chân số 5 cao thì khối nguồn 5V làm việc, khối nguồn xung nhé. Tuyến tính là mặc định rồi. Cũng mặc định này, bởi vì khối nguồn tuyến tính là chân số 6 cao là tuyến tính đã làm việc rồi. Giờ muốn làm sao cho khối nguồn xung làm việc đây là chân số 3 và chân số 4 phải cao thôi. Và với máy này thì người ta ghi là enable 5V on quay và 3V on quay. Thì có nghĩa là mặc định nó cao, là hoạt động rồi. Đồng nghĩa với việc là chân số 3, số 4 cao khi mình chưa khởi động máy. Làm sao cho nó cao? Thì mình có thể xem quan sát ở chân số 3, số 4 nhìn ra có hai sợi dây đi xuống và hai đường lệnh này được nối chung với nhau thông qua một con điện trở 47 kg, và sẽ có một đường điều khiển đi vào ở phía bên dưới mang tên là main power on, main power on. Đó. Rồi. Cái main power on này ở đâu đây? Ở đâu can thiệp vào hai chân này đây? Lưu ý khi main power on mà bị kéo xuống xuống thấp thì chân số 3, số 4 thấp. On 3, on 5 sẽ trạng thái thấp và mất nguồn 3V, 5V. Thế thì ở đây mình cần là sao? Gắn adapter và gắn pin vào, hoặc là gắn pin vào thì cái main power on này sẽ ở trạng thái cao ngay lập tức. Bằng cách nào? Bôi đen cho tôi cái main power on. Control F và Enter một lần, hai lần. Rồi. Mình sẽ thấy nó nối vào một con diode BD6. Đây là một con diode đôi gồm 3 chân. Có hai chân riêng là anode, là chân số 2 và chân số 3. Chân số 1 là cathode, Chân số 1 này được can thiệp bởi một con ICBU1B. Đây lại là một con IC so sánh. IC so sánh. Vậy thì cái chân số 1 này sẽ làm ảnh hưởng tới chân số 2. Đầu tiên là chân số 2, tạm thời bỏ chân số 3 đi. Chân số 1 sẽ bị ảnh hưởng, sẽ làm ảnh hưởng qua sang chân số 2. Bình thường cái main power này đang nối vào chân số 2, số 3 và số 4 của IC nguồn 3V, 5V, và nó đang ở trạng thái cao để cho phép khối nguồn 3V và 5V nguồn xung hoạt động. Khi muốn khối nguồn 3V, 5V ngưng hoạt động thì chỉ bằng cách kéo chân số 3 và số 4 của IC nguồn 3V, 5V xuống mát.
đồng nghĩa với việc là cái lệnh mang tên là man bergon này bị kéo xuống thấp thì sẽ mất nguồn 3V/V. Thế làm sao nó thấp này? Mình lại dựa vào tính chất của diode. Diode bình thường chân số 2 của BD6 này sẽ ở mức áp cao, bởi vì nó đang nối với gì? Chân số 3, số 4 của IC nguồn 3V/5V là chân on 3 và on 5. On 3 và on 5. Đây, mình có thể xịt ngược vào. Đây, nó đang nối về chân số số 3 và số 4 của IC nguồn 3V/5V ở trang số 39. Ha. Bình thường nó đang cao nè. Đang cao. Man bergon đang cao. Đó là cái thiết kế mặc định của nhà sản xuất. Luôn ở trạng thái cao khi mình gắn adapter hoặc gắn pin vào. Nhưng khi có sự cố thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi con BD6. Bây giờ mình sạch lại mũi tên xanh như thôi để nó qua trang số 36 phía giữa bên tay phải dưới cùng, khoảng dưới của trang số 36 mình thấy có BD6 nằm ở giữa. BD6 bình thường chân số 2 cao, chân số 1 cũng cao. Tại sao chân số 1 cao? Thì mình lại thấy chân số 1 đang được cung cấp bởi cái nguồn gì? VL. VL nằm ở chân số 1 của BD6. VL này lại là gì? Chính là cái nguồn 5V từ chân số 18 của IC nguồn 3V 5V đưa ra. Đó là khối nguồn tuyến tính đó. Ngày mai hồi nãy mà nói là chân số 18 đưa ra 5V, xong người ta lấy đó quay trở ngược lại 13 và 17 để cho phép khối gì? Khối tạo xung vuông hoạt động. Thì ngoài cái việc nó đi về để nuôi cái khối tạo xung vuông ở trong IC nguồn 3V 5V hoạt động á, nó cũng tới đây, đi qua đường trở 100 kg và đặt áp vào chân số 1, có nghĩa rằng người ta đặt áp 5V vào chân số 1, sẽ không có dòng đổ từ 1 qua 2 nếu điện áp ở chân số 2 không lớn hơn 5V. Nếu buộc chân số 2 phải lớn hơn 5V thì mới có dòng đổ qua chân số 1. Thế đây người ta đã đặt sao? Chân số 1 5V rồi. Như vậy thì chân số 2 luôn luôn ở trạng thái cao cho tới khi nào máy có sự cố nhá. Lưu ý cho tới khi nào có máy có sự cố. Ví dụ như quá nhiệt, ví dụ như vậy, một cái mặt bảo vệ làm việc. Và ở đây mình sẽ có một con BU1B ở chân số 6, người ta cũng để một mức áp cố định vào đây. Khả năng đây là 3V. Khi chân số 5, trong một trường hợp nào đó, chân số 5 có mức áp lớn hơn mức áp ở chân số nhỏ hơn mức áp ở chân số 6. Ngay lập tức chân số 7 đang 5V, vì chân số 7 đang nối với chân số 1 của BD6 mà. Có VL cấp qua điện trở 100 kg đặt vào là 5V. Nếu áp ở chân số 5 mà có mức áp nhỏ hơn áp ở chân số 6, khối so sánh làm việc sẽ kéo chân số 7 của BU1B xuống mát. BU1B xuống mát làm mất áp tại chân số 7 của BU1B, cũng đồng nghĩa là mất áp ở chân số 1 của BD6 về 0V. Trước đó nó 5V thì bây giờ nó về 0V. Lúc này chân số 2 đang có điện áp cao, chính là đang cho phép khối nguồn 3V và khối nguồn 5V nguồn xung làm việc á. Nó chính là cái lệnh man bergon. Nó đang ở mức áp cao, gặp ngay chân số 1 đang 5V về 0V, dòng sẽ đổ từ 2 qua 1. Từ chân số 2 qua chân số 1. Tính chất của diode mà, diode nắng dòng bình thường thôi. Nếu loại này mình đang lựa chọn loại phân cực 0,1V và mình kéo chân số 1 xuống mát về 0V thì chắc chắn chân số 2 đang ở mức áp cao bao nhiêu mình không biết, nhưng nó sẽ về 0,1V ngay để định ra một mức áp phân cực cho diode làm việc. Nếu chân số 2 mà lại đổ qua chân số 1, chân số 1 đã về 0V, chân số 2 còn 0,1V, đồng nghĩa với việc là man bergon sẽ từ cao về thấp. Man bergon lại đang nối vào chân số 3 và chân số 4 của IC nguồn 3V 5V. 3V 5V ở trang số 39. Và chân số 3, 4 đang ở mức áp cao về 0,1V thì có nghĩa nó đang đạt ở mức áp thấp á. Khóa ngay khối nguồn 3V 5V không cho làm việc.
và lúc đó mình sẽ mất 3 vô nguồn quay, 5 vô nguồn quay. Nếu vẫn như thế này thì máy ngừng làm việc ngay lập tức, nghĩa là mình đang thấy cái máy đang hoạt động bình thường, tắt bột, không có một cái thông báo gì trước, không cần quạt quay nhanh quay chậm hay thông báo ở nhiệt độ cao hay là gì gì, là không thông báo gì hết, đang hoạt động bình thường làm cái bột mất tắt hết, thì đó chính là thông thường, nó đã rớt vào trạng thái bảo vệ, trạng thái bảo vệ. Thế thì nói tới đây mình phải lưu ý, mình đang tìm cái điều kiện để cho khối nguồn gì 3V và khối nguồn 5V xung hoạt động mà. À, và nó là mặc định không cần phải khởi động máy thì nó vẫn đã hoạt động rồi, thì nó đang cần một cấu trúc như vừa mình vừa đi. Chân số 3 và số 4 của IC nguồn 3V 5V sẽ mặc định cao. À, vì mình vừa đi cái mặt sau, mặc dù nó tới nối tới BD6 nhưng đầu kia của BD6 đang được cấp 5V, nó đảm bảo cho không có dòng đổ từ 3 qua 4 này, từ chân 3 chân 4 qua cái đường bend boron và đi xuống mặt. Nó chỉ mất cái lệnh enable ở chân số 3 và chân số 4 chỉ mất khi máy đang hoạt động và nó đang có sự cố. Và nó có sự cố thì nó mới kéo cái đường này xuống mặt. À, và hầu hết các máy đang sử dụng cái cách này để khóa nguồn đột ngột, làm cho máy tắt đột ngột. Nghĩa là cái chân số 3 xuống này là mặc định là cao đó, là cho phép khối nguồn xung hoạt động. Nhưng mà ở đâu đó người ta cứ móc một cái đường dây tới để chờ có sự cố kéo cái đường này xuống mát, thế thôi. Đó là việc của nhà thiết kế mạch, người ta đang lợi dụng vào cái chân này để bảo vệ nếu cần thiết nha, lưu ý cho tôi nha. Mặc định là chân số 3, số 4 cao, nhưng nhà thiết kế mạch người ta sẽ kéo một cái đường dây ở cái khối bảo vệ móc vào chân số 3, số 4 để trong quá trình hoạt động nếu có sự cố, mặt đó sẽ làm việc về kéo chân số 3, số 4 xuống mát, làm cho chân số 3, số 4 thấp và mình sẽ mất nguồn 3V, 5V. À, mà nếu một cái máy mà đã mất nguồn 3V, 5V thì chắc chắn là tất cả các khối nguồn sau cũng ngưng hoạt động theo ngay và máy tắt đột ngột, máy tắt đột ngột, đúng không? Rồi, thế thì hôm nay mình đi cái bài thứ hai là cái nguồn chờ, là nguồn chờ. À, nguồn chờ là nguồn mặc định có, tôi nhắc lại nhé. Những cái cần lưu ý của từng bài này. Nguồn chờ là nguồn cung cấp cho IO và BIOS. Nguồn chờ là nguồn mặc định có. Cứ khi có nguồn đầu vào là xuất hiện ngay nguồn chờ. Nguồn chờ đối với trong laptop nó là 3V 3, nó là 3V 3. Nguồn chờ có thể được sử dụng từ khối nguồn tuyến tính, cũng có thể sử dụng từ khối nguồn xung cung cấp cho nó. À, để biết nguồn chờ, nói tới đây mình đã thấy có khái niệm rồi thì mình phải hiểu ngay. Không thể dùng cái tên của sơ đồ này và áp đặt cho tên sơ đồ khác, có thể đúng ở trong một vài trường hợp, ví dụ cùng hãng, ví dụ Lenovo, có thể là 3V nguồn quay hoặc gì đó cùng cái tên thì có thể chấp nhận là đưa qua sơ đồ khác, một loại mainboard khác nó cũng có thể là đúng. Nhưng chưa chắc gì qua một cái hãng khác, ví dụ như là mình dùng cái tên này, cái nguồn chờ đối với máy này là 3V nguồn quay, mình lại áp đặt cho nó ở một cái mainboard Dell thì chưa chắc nó đã đúng. Nói tóm lại, những cái tên thì do nhà thiết kế mạch người ta đặt tên, người ta đặt tên như A, B, C, D, E, F, G, H gì đó là tùy người ta. Cái quan trọng là mình phải hiểu về cấu trúc mạch. Cấu trúc mạch mình đã có khái niệm là nguồn nguồn chờ là nguồn cung cấp cho IO và BIOS. Như vậy thì mình cứ về IO và BIOS mình tìm xem là xem tên nguồn đó là nguồn gì, sau đó mình search ngược ngược lại, mình sẽ tìm cái nơi xuất phát ra, tạo ra cái nguồn đó thì nó là nguồn chờ. Chứ không được, không nên là máy móc quá để mà cứ thế mà phải ghi chép vào những nguồn chờ là tên này tên kia tên nọ, không cần phải như vậy, không cần phải như vậy. Mình cần hiểu mạch chứ không cần phải nhớ, không cần phải nhớ cái tên làm gì. Đương nhiên cũng có một vài cái tên mình làm quen với nó, ví dụ ở đây người ta ghi là 3V nguồn quay, 5V nguồn quay thì mình cũng hiểu ngay là nó thường trực. Thường trực là như là thường trực có. Mà trong laptop nếu người ta ghi như thế này thì mình lại hiểu ngay là cứ gắn adapter hoặc gắn pin vào thì nó là có ngay lập tức, thì mới là đúng theo cái nghĩa của cái tên đó. Nghĩa của tên đó, đúng không? Rồi, thế thì đó là cái mục đích mình cần nắm, cái nội dung cần nắm ở trong hôm nay nhé. Có nghĩa là tôi nhắc lại nè,
nguồn đầu vào, muốn có thì nó phải có nhờ một cái mạch nhận dạng nguồn đầu vào, và cụ thể nhất là có một con IC so sánh xem áp từ adapter đã đủ lớn hay chưa. Nếu đủ lớn nó sẽ điều khiển cho nguồn đi vào máy, và nếu không đủ lớn thì nó khóa không cho nguồn từ adapter đi vào máy, và thế vào đó sẽ là nguồn từ pin đi vào máy. Cứ khi có nguồn từ adapter hoặc từ pin đi vào máy lan tỏa đi, nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi, thì cái nguồn đó gọi là nguồn nguồn đầu vào. Thế cái nguồn đầu vào có thể 19V hoặc 10V8 lan tỏa đi khắp nơi trên mainboard, đi tới các khối nguồn, nhưng chỉ có khối tạo nguồn chờ mới được phép hoạt động ngay. Còn tất cả các khối nguồn khác phải chờ sau khi mình nhấn công tắc khởi động máy thì nó mới hoạt động. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao phải có nguồn chờ? Là bởi vì nguồn chờ nó cung cấp cho IO và BIOS. Bộ này phải hoạt động ngay để nhận dạng xem là máy đang sử dụng nguồn từ adapter hay là từ pin, hay có cả hai. Nếu có cả hai thì nó phải nhận dạng ra adapter, nhận dạng ra pin và chủng loại pin, dung lượng pin. Rồi sau đó nếu nó thấy dung lượng pin dưới 100% nó xuất lệnh sạc, sạc đầy pin, sạc đầy pin, ngưng. Rồi kế tiếp nữa, đối với laptop thì nó còn có thêm cái màn hình, chứ không không phải như là PC có một màn hình rời. Đây nó tích hợp ở trên một cái máy, nó lại nhận dạng xem là cái màn hình đó gập lại hay mở lên. Gập lại là người sử dụng không có nhu cầu, mở lên thì bắt đầu có nhu cầu sử dụng, lúc đó nó mới chấp nhận mình nhấn công tắc. Nếu nó lại nhận dạng ngay là mình đang khởi động máy có nhu cầu sử dụng, nó chạy chương trình khởi động. Chỉ khi mình nhấn công tắc thì cái việc nhấn công tắc này sẽ can thiệp vào một chân của IO, nó sẽ nhận dạng ra. IO muốn hoạt động được phải nhờ cái trình điều khiển BIOS đưa lên để điều khiển chân này chân kia cao thấp thì đó là cái gì, nó sẽ nhận dạng ra. Là cái nguồn chờ là nguồn có mặc định có để nó làm một số cái nhiệm vụ cơ bản là như vậy. Rồi thế thì hôm nay mình kết thúc bài ở đây nhé. Bài này không có gì là phức tạp, nó khá đơn giản, nhưng mà mình phải có một cái gì, một có một cái nhìn hình dung được, khái quát từng phần cũng đi rất là rõ ràng từng phần một. Cái sơ đồ này, sơ đồ đầu tiên này là cực kỳ quan trọng, nó sẽ là tiền đề cho mình hiểu về các sơ đồ sau. Dĩ nhiên mỗi một lớp mình chỉ đi hai sơ đồ thôi, một là dòng Core 2 làm cơ bản, hai nữa là dòng Core i. Nhưng mình nên nắm vững sơ đồ này, những sơ đồ sau của các dòng máy khác. Đây là ba chip, các dòng máy sau chỉ có một chip, thì mình cũng biết là ba chip bây giờ nó tích hợp, nó gom lại, chung một một con. Thì bây giờ mình hay thấy thế hệ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chỉ có một con chip thôi, mình gọi là CPU, nhưng mà thực tế là trong đó là gì? CPU, Vega, chip bus, chip RAM, nằm gom hết lại trong một con. Thì cái việc cấp nguồn sao? Bây giờ nó cấp nguồn, tất cả nguồn nó đều cấp về với con CPU hết. Thôi để muốn hiểu được như vậy thì mình cứ hiểu cho tôi, cố gắng là sao theo đủ bài để mà nắm được cái cấu trúc của cái mainboard dòng Core 2 lấy làm cơ bản này nha. Chứ không 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 thể mà chạy vượt thời gian được đâu nha. Nhiều có một lớp đó là có một lớp khi vào tôi đi sơ đồ này không chấp nhận, đòi đi thẳng vào Core i, cuối cùng đi vào gần như là cái sự hiểu biết ở trong đó tôi nắm bắt, tôi thấy là thấp hẳn đi. Cuối cùng tôi lại phải kết hợp đi song song cùng lúc cả Core i và cả Core 2, bởi vì đi vào Core i tích hợp, không biết là tích hợp trong đó là cái gì trong đó, mà trong đó những cái lớp khác người ta đi về gì dòng Core 2 rồi người ta biết là bên ngoài nó rời rạc như vậy. Thì bây giờ tích hợp trong lại người ta hiểu ngay ra vấn đề. Còn đây là sao muốn vượt thời gian, thì dĩ nhiên là những đối tượng đó là những anh em đang làm thực tế, đụng chạm một số cái thời điểm nó đang có bắt đầu có dòng Core i mà một chip ra đó, thì loay hoay không biết phải làm sao. Thực ra nó là do không nắm được cấu trúc mạch với một cái sơ đồ cơ bản như thế này, nó bước qua cái sơ đồ Core i không nắm nổi và không sửa chữa được. Khi vào học đi thẳng, đòi đi thẳng vào sơ đồ đó thì chấp nhận, thống nhất của toàn lớp mà chấp nhận thì tôi đi theo thôi.
À, cuối cùng đi vào có hiểu được gì đâu, không hiểu được cứ hỏi suốt suốt suốt, không nắm được gì hết. Thì tôi lại phải lôi cái sơ đồ co 2, tôi lại tích hợp lại móc nối, ờ nó là thế này, xong chuyển qua co y tích hợp nó là thế này, rất là mệt mệt cả hai bên. Rồi đây là những cái phần rất cần thiết để giúp cho mình đi sâu vào những sơ đồ sau. Hôm nay mình nghỉ ở đây nha, và buổi sau mình đi tiếp. Bữa nay 9 giờ nữa thì vẫn còn sớm, người nào đi chơi mà gái thì vẫn kịp đi tới sáng nha, không có đi nhậu. Rồi hôm nay nghỉ đây nhé.